Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ngày hôm nay ở bản tiếng Trung đang diễn ra cái sự kiện đó đấu giá S cộng mới Kendall này Và anh top một bên mình lúc mà mình vào thì đã lên được 5.000 điểm rồi Thực ra là trong 5-6 đợt bit gần đây thì anh ấy cũng không lên 7.000 điểm đợt nào cả Và cũng toàn bảo là nhường mình lên 7.000 điểm đi Và mình cũng đã có được một số khung của một số S cộng mới gần đây Với S cộng mới Kendall đợt này đây, bộ skill hình ảnh tuyệt kỹ so với bậc S thì hình ảnh hiệu ứng nó được trau chuốt và được nâng cấp hơn rất là nhiều Đây là một Pokemon thuộc hệ giác đấu và hệ nước này Thì lần này chắc là mình cũng leo lên 5.000 điểm cùng với anh ấy thôi Còn đâu mà anh ấy mà lên 7.000 điểm thì thôi mình dừng Tại vì bây giờ lấy S cộng cũng chỉ mục đích là để lấy thêm một cái khung thôi Mà cái khung của con này thì thực ra là mình nhìn thấy cũng không thích cho lắm Nhưng mà gọi là để sưu tập cái khung là chính cái khung hôm qua thì có vẻ rất là to Đến hôm nay thì bắt đầu chỉnh sửa lại rồi Theo kiểu mà đúng một cái Khu vui chơi với cả Nhìn bây giờ có vẻ ổn áp hơn ngày hôm qua Lúc mình giới thiệu về khung của Ken Cho nên là có cũng được mà không có cũng được Nhìn cũng ổn áp đấy, chắc là sẽ lấy thôi Ở bản tính chung này thì Cứ sự kiện đấu giá cũng chẳng đi kèm với bất kỳ Một cái sự kiện gì cả Cho nên là chủ yếu là đua kim cương chính thôi còn đâu mà các bạn thấy ở mình đang ở S60 gộp server rồi nên bit ở server nào thì ở riêng server đó ở từ lâu rồi đáng ra là có ba người hay tham gia sự kiện bit ở S60 của mình cơ nhưng mà dần dần bây giờ chỉ còn lại mỗi mình với anh top 1 của bên mình thôi và bây giờ mình sẽ leo lên đó 5.000 điểm này Từ cái này gọi là chơi rất là nhiều có mảnh bản năng vàng với đỏ bây giờ chỉ chủ, chủ yếu là kiếm cái đấy và thêm cái đá xanh là chính thôi và hên xui thì mình có thể được cái thức tỉnh trang bị nào mà mình đang cần bây giờ hệ siêu đang rất là nhiều hai nghìn sáu rồi và đợt này đó là pokemon bậc s đi kèm đó là rabbit chai usifu này thì mình sẽ review về bộ skill của em nó luôn thêm 2.400 điểm nữa Xong rồi đến ngày cuối xem anh ấy bảo mình có leo đến 7.000 điểm không thì bắt đầu mình mới leo Ok rồi, 5 000 Thế là mình đã có được thêm hai con uh, Rapid Chai này. Đây, S mới đây. Hệ giác đấu và nước giống như của với cả con Candel uh, này. Đợt trước thì ra mất con Usifu hệ giác đấu về bóng tối rồi thì đợt này ra nốt nó con Usifu hệ giác đấu với hệ nước này. Đây chính là bộ đôi này. Và hôm trước thì mod bản tiếng Trung đã đăng lên đó chính là cái bộ skill mới của Kendall. Nói chung Kendall bây giờ là cái bộ skill như đang sử dụng là như thế này. Nhưng mà sắp tới bộ skill này sẽ thay đổi. Theo kiểu mà có thêm hiệu ứng của 6 sao giống như, những S cộng và S sẽ được điều chỉnh ý. Thì nó cũng sẽ lại kiểu dạng như là điều chỉnh giảm hơn một chút nữa bây giờ đến bộ skill của rapid chai usifu này nó sẽ có một cái aura skill đó chính là khi nó còn sống ở trên sân thì nó sẽ giúp cho toàn bộ những pokemon của bạn sau khi hành động sẽ được tăng thêm 7% sát thương và nếu đó là hệ nước hoặc hệ giác đấu thì sẽ được gấp đôi và được cộng dồn đến 4 lần Này một pokemon kiểu lại như giúp cho bên bạn tăng nam rất là nhiều rất là phù hợp để có thể đi kill boss này và Trước khi một lượt hắt, bắt đầu thì nó sẽ đặt một cái ấn ấn ảo lên địch này. Ví dụ như con um, Empoleon ở bên kia đang bị dính rồi này và cái ấn này nó sẽ có tác dụng đó là làm địch bị uh, nhận thêm 10% sát thương và khi đánh lên những Pokemon mà theo kiểu mà Usifo này chẳng hạn thì uh, cái sát thương của địch sẽ bị giảm đi đó là 20% và nếu địch bị ba cái ấn như thế này thì địch sẽ chuyển sang hiệu ứng mới hơn đó là hiệu ứng nguy hiểm. Với skill 1 của Rapid Chai Ushifu thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 90% công vật lý này. Và đòn tấn công này thì nó sẽ có thêm 35% tỷ lệ, nó sẽ đánh được thêm một đòn skill 1 nữa. Và nó sẽ tăng thêm cho bản thân nó đó là 10% tỷ lệ ra thêm một đòn skill 1 được cộng dồn 2 lần. Thì vừa rồi rất là một ấn ảo lên địch rồi. Thì nó lại ra được thêm một đòn skill 1 nữa này. Và như các bạn thấy sau khi bị ba ấn ảo rồi thì con Regia nó có thêm một cái ấn nữa đó là ấn, ấn nguy hiểm này. Nó sẽ có tác dụng đó là làm địch không thể hồi máu này và sẽ bị giảm đi phần 50% giảm thương với cả 50% phòng thủ vật lý này. Và những Pokemon hệ giác đấu khi tấn công lên địch đó sẽ bỏ qua khiên luôn. Và tiểu dạng như là những sát thương mà địch đó nhận vào sẽ không được chia sẻ theo kiểu mà cái ấn uh, giống như là của con uh, Sernia chẳng hạn thì dưới dây liên kết sẽ có chia sẻ đam thì bây giờ là cái, ấn này nó lại chặn chia sẻ đam luôn thì đây là một hiệu ứng bất lợi theo kiểu một con bậc s nó gây ra gọi là cực kỳ là uh, cực kỳ tốt luôn đấy thì bộ đôi usifu này cả hai đều có khả năng đặt ấn ảo lên địch và sau khi cứ ba ấn ảo để biến thành một ấn đó là ấn uh, ấn uh, nguy hiểm như thế này bộ skill của Ushifu kia thì mình đã giới thiệu ở trong đợt đầu giá của con Shiny Mega Garden đợt trước rồi Đợt này là Rapid Chai Ushifu này Và bây giờ đến skill 2 Skill 2 của nó sẽ tấn công đơn mục tiêu Với sát thương gây ra bằng 170% công vật lý Và nó sẽ xóa bỏ đi ba cái cái ứng bất lợi của nó đang có này Và nếu mà đang không có cái hiệu bất lợi nào mà nó để xóa bỏ chẳng hạn Thì nó sẽ tăng thêm cho bản thân nó 50% tỷ lệ Khá các hiệu ứng bất lợi trong vòng 2 lượt này và bây giờ mời các bạn xem cái tuyệt kỹ của hai con usifu này với usifu đợt đấu giá đợt này thì nó sẽ tấn công lên ngẫu nhiên ba địch với sát thương gây ra bằng hai công vật lý và đòn tấn công này của nó bắt buộc phải bạo kích này và sau khi mà ra đòn tuyệt kỹ như thế này thì trong vòng hai lượt tới thì những đòn tấn công của usifu nó sẽ gây ra sát thương lan và nếu mà đạt địch đang có giống như ấn nguy hiểm của nó chẳng hạn thì nó sẽ được đánh thêm một lần skill một nữa Nói chung bộ skill hình kiểu dạy như là cái hiệu ứng tuyệt kỹ của nó cũng rất là tốt này Nhưng mà y xì như con cũ vậy Thêm đòn đá ở dưới nữa này Và đây nó ra đòn thêm đòn skill một nữa này Và sát thương nó bây giờ đã, đó là sát thương lan này trong chung một con bậc S mà theo kiểu mà nếu mà chỉ có những S với nhau ấy thì bộ skill nó quá là tốt Còn bây giờ đến Usifu ra đợt trước đây Usifu này hình như tấn công đơn mục tiêu thì phải Cũng lại kiểu dạng như hồi tưởng chỉ khác đòn cuối thôi Bắn ca mê 5 củ 16 củ ừ, thì đó chính là bộ skill của một của hai con bậc S mới. Ấy. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở clip tới sau khi mình đã lấy được S cộng thì bắt đầu lại tiến hành review và con này thì chắc là cũng chỉ lấy à, sử dụng 4 sao thôi, còn đâu cái số còn lại thì mình lại cho vào phôi. Cứ như vậy à, dần dần đến khi nào mà có S mới thì mình lại có đủ phôi để có thể lên được SS à, luôn.